Vào khoảng 8 giờ ngày 2 tháng 11, anh Lê Sĩ Đê, 45 tuổi, ở Hà Nội đang điều khiển xe hoa chở cô dâu, chú rể trên đường theo hướng đường Lê Hồng Phong cầu rào một hải phòng. Khi xe hoa đi đến đường Bùi Viện, Đồng Xá 1, phường Thành Tô Hải An, Hải Phòng tự đâm vào dài phân cách khiến xe ô tô bị lật ngửa. Tại hiện trường, xe ô tô bị lật ngửa phơi bụng giữa đường. Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Theo người dân gần hiện trường vụ tai nạn, thời điểm xảy ra tai nạn, cô dâu chú rể hoảng loạn rời khỏi chiếc xe. Lúc này, tài xế ô tô cho biết, do hoa cưới đặt trước đầu xe ô tô con bị hất lên kính chắn phía trước khiến anh này bị mất tầm nhìn dẫn đến tai nạn. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông qua khu vực là điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra, làm rõ